Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tổ chức giải PIA BTV và những người bạn lần thứ tư năm 2022. Giải khởi tranh vào sáng ngày 18 tháng 6 tại câu lạc bộ PIA Hoàng gia, thành phố Thủ Dầu Một với 25 vận động viên là cán bộ viên chức hiện đang công tác tại phòng đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương cùng các đơn vị báo chí trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung carom ba băng và lift để giành lấy những giải thưởng giá trị từ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Bia AD. Đây còn là sân chơi ý nghĩa nhằm tạo cơ hội cho các viên chức của BTV, các đơn vị báo chí trong tỉnh giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan báo chí.